Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong clip giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay. Và hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một mẫu tai nghe Sony ZX330BT, một chiếc tai nghe được đánh giá rất là cao trong phân khúc trên dưới 1 triệu. Và đây là hình ảnh thật được quay tại cửa hàng. Như các bạn có thể thấy chiếc tai nghe đấy. Đây là hàng lai lưu, hàng gần như mới, đã qua sử dụng một thời gian ngắn. Tuy nhiên thì mình thấy nó còn rất là mới. Hàng tuyển, hàng được shop lựa chọn rất là cẩn thận trước khi đưa lên tay khách hàng. Sony ZX330BT. Đây là kiểu dáng tai on-ear. Kiểu dáng này được mọi người rất là thích bởi vì nó khá là nhỏ, gọn mà nhẹ. Khi mà đeo một thời tiết trời giữa trời mùa hè không bị nóng mà không bị ra mồ hôi trên tai. Chiếc tai nghe này có NFC, dùng rất là thích với những cái máy Android kết nối một chạm. Và thời lượng pin của chiếc tai nghe này rất là ấn tượng. Các bạn nhớ nhé, chiếc tai nghe này rất là ăn điểm về thời lượng pin. Chúng ta có thể dùng được sạc đầy và dùng liên tục trong khoảng 30 tiếng. Đây, các cái phím điều hướng chiếc tai nghe này, nó gồm có các cái phím lách bài này, lùi bài, tạm dừng, cũng như là phím nhận cuộc gọi, các cái phím âm lượng này, volume này, để tách độc lập, rất dễ sử dụng. Và đây là cổng sạc, và đây là phím nguồn. Đây, chiếc tai nghe này thì tất nhiên là được tích hợp luôn cả mic để chúng ta đàm thoại. Và cái đường kính này nhé, mình sẽ đo trực tiếp cho các bạn thấy nhé. Cái đường kính này nó khá là nhỏ, nó chỉ rộng khoảng 7cm thôi. Đây, các bạn thấy chưa? Gần 7cm. Đấy, chúng ta mang đi, còn dùng rất là tiện. Mang đi cũng tiện mà dùng ở nhà hoặc là thậm chí đi tập gym rất là ok. Và ngoài ra sản phẩm này đang có cái khuyến mại rất là ưu đãi tại cửa hàng. Khi các bạn mua tai nghe sẽ được tặng kèm một cái hộp đựng của Sony trị giá 190.000. Đây, thực tế hình ảnh hộp đựng của tai nghe đây. Các bạn dùng xong các bạn có thể cho vào trong hộp đựng bảo quản thì tai nghe sẽ rất là bền hơn. Và các bạn có thể trực tiếp trải nghiệm chất lượng âm thanh của cái Sony này tại cửa hàng. Và mình nói qua một chút về cái chất lượng âm thanh của tai nghe này nhé. Chiếc tai nghe này thì là vì đặc dòng ZX của Sony nên là tiếng rất là chi tiết, bass rất là gọn và chắc, phù hợp với những cái khu nhạc vàng đấy, hoặc là nhạc bolero, nhạc vocal, giọng ca sĩ thể hiện rất là xuất sắc. Nói chung là trong tầm giá với khoảng 1,3 triệu thì chiếc tai nghe này rất là đáng đồng tiền ban gạo. Đấy, mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop và theo dõi clip.